chào cả nhà. Hôm nay mình có mua một mớ cá heo xong nè, lâu dữ lắm mà mình mới mua được cá này nè. Nấu bùn ngọt, đường, muối, nước mắm, một niêm. Dưới đây gọi nó cái nhà. Để cho nó cứng cứng cho mình đi kho tiêu. Cá này kho ăn béo ngon lắm cả nhà. Yeah.
Miếng muối nè cả nhà. Thôi mình kết thúc video tại đây cả nhà, hẹn gặp lại video tiếp theo. Bye bye cả nhà.